Ok, mua sắm, luyện tập. Seven, 17. Seventeen. 17. Tôi không có 17 đô la. I don't have 17 dollar. He likes that color. He like that color. Anh ấy thích màu đó. That là đó. That color. Anh ấy thích màu đó. Bạn có thích màu này không? Này thì sẽ là this color. Giờ màu này là this color trước đi nha. Rồi vị trí mình sắp sao? This color. This color. Rồi bạn có thích màu này không? Thì mình sẽ là do you. Có không? Mà yes no. Do you like this color? Hỏi là xong. She wants to buy a different skirt. She wants to buy a different skirt. Cô ấy muốn muốn mua là một different skirt, là một chiếc chân váy khác. Một chiếc chân váy khác. Cô ấy muốn mua một chiếc chân váy khác. Chiếc áo thùng đó giá 17 đô la. Thì là đó là gì? That nè. Thùng là dust. T-shirt. Dusty sus. Thì giá 17 đô la. Dusty sus. Thì 17 dollars. Dollar 17 là số nhiều nên là tí nết vô. Chiếc áo thùng đó giá 17 đô la. Dusty sus is 17 dollars. Do you have a different color? Do you have a different color? Do you have different color? Là bạn có một cái có một màu khác không? Bạn có một chiếc chân váy khác không? Khác không à? Như nãy đi, giờ cứ tục. Chân váy khác không? Một là nè. Different skirt. Different skirt là chân váy khác không? Thì bạn có là do you have a different skirt? Chẳng luôn mà này. I have 17 t-shirts. I have 17 t-shirts. Là tôi có nè 17 chiếc áo thùng. Cả hai chiếc chân váy đều màu xanh lá cây. Là cả hai là boots. Boots. Cả hai chiếc chân váy. Green. Trời, boots. Bow là cả hai skirt. Là phải số nhiều rồi mới green. Mình thiếu chữ skirt là cái chân váy rồi. I like both t-shirts. Tôi thích cả hai chiếc áo thun. Màu xanh lá cây là màu sắc yêu thích của tôi. Green is my favorite. Favorite là màu kiểu như là sắc yêu thích. My favorite color. He wants to buy a different jacket. Anh ấy muốn mua một cái áo khoác, một chiếc áo khoác khác. Duo thích màu xanh lá cây thì duo cũng màu xanh lá cây mà. Duo like thích
màu xanh lá cây, blue like cream. Trời ơi, sao mình thay cho phần team S này hoài vậy trời. Do you like those t-shirts? Do you like those t-shirts? Wait, bạn có thích cái t-shirt áo thun đó không? Những áo chứ cháu không có không gọi xong té rồi. Ok, sụp xuống còn một ngày streak thôi. Streak là gì? Ok bạn ơi.